Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 2 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 3 các em nhé. Cho cái hình 12, người ta yêu cầu các em chứng minh ra cái đường thẳng MU. Đây, nó song song với TZ. Thì chúng ta sử dụng các cái dấu hiệu. Ví dụ như là nếu các em chứng minh được các cái vị trí góc, ví dụ so lê trong bằng nhau, đồng vị bằng nhau hoặc là trong cùng phía bù nhau, thì chúng ta sẽ kết luận ra hai đường thẳng nó song song ha. Thì bây giờ chúng ta cái đoạn này chúng ta không quan tâm tại vì liên quan tới cái bài 1.4 ha. Thì bây giờ các em nhìn trên đây này, để các em chứng minh được các em tia MU song song với TZ, các em cần phải kiểm thành một cái đường phụ để thể hiện cái mối liên hệ giữa các vị trí góc. Ở đây các em thấy góc T của chúng ta là bằng bao nhiêu độ này? 90 độ này. Vuông góc thì bằng 90 độ này. Góc N bằng 120 độ. Cái góc M ở đây sẽ bằng 150 độ đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ em thầy một cái tia nó song song với MU và nó đi qua N, đó chính là tia N, một tia NX nào đó. Nha. Được không nào? Đó. Như vậy chúng ta kể giùm thầy cái tia NX song song với MU. Ok. Như vậy chúng ta có cái góc T ở đây là bằng vuông là bằng 90 độ. Mà cái tia gì các em? Cái tia TZ nó cũng sẽ song song với NX các em nhé. NX nó vừa song song với TZ và vừa song song với NU luôn. Chứng tỏ cái góc gì nè? Cái góc X. Không? Góc gì em? XNT. Ở đây các em thấy vị trí này 90 thì chứng tỏ chỗ này cũng sẽ là 90. 90 mà cái góc tổng N, tại vì góc này và góc này vị trí sao lê trong này. Góc ở đây và góc ở đây là vị trí sao lê trong hình chữ Z này. Góc này bằng 90 thì góc này sẽ bằng 90. Mà tổng cái số đo của góc N ở đây này, ví dụ giả sử chúng ta gọi đây là góc N1 đi. Ở đây là N2. Thì góc N1 ta bằng 90 thì chứng tỏ góc N2 này sẽ bằng 30 độ. Tại sao? Tại vì em lấy 120 độ này, người ta trừ 90 độ ra thì ra được ở đây là 30 độ. Mà các em thấy góc N2 cộng với góc M ở đây sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ. Mà hai góc đây là vị trí gì? Trong cùng phía thì nó bù nhau, chứng tỏ hai này sẽ song song với nhau. Mà hai này song song với nhau thì chứng tỏ là gì? Anh này sẽ song song với anh này. Các em hiểu không? Ok à. Hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ trình bày ra. Bước đầu tiên chúng ta sẽ kể cái tia NX song song với TZ em nha. Được chưa? Ta có cái góc ZTN bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ à. Mà cái anh TZ song song với NX nên chúng ta sẽ có góc này sẽ bằng góc này, nghĩa là cái góc XNT hay nói cách khác là góc N1 sẽ bằng với cái góc ZTN sẽ bằng 90 độ. Ở đây các em ghi là sao lê trong. Các em hiểu nè. Được chưa? Tới cái đoạn này hiểu rồi chưa? Vị trí này sao lê trong với nhau. Không? Mà chúng ta có góc N thì bằng góc N1 cộng N2. Góc N của chúng ta là bằng bao nhiêu độ này? Là ở đây thì sẽ bằng 120 độ. N1 ta là bằng 90 độ, ta cộng N2 đây. N2 là góc này này. Góc N2 là góc vị trí này, nghĩa là MNX ấy. Từ đây ta suy ra góc N2 sẽ bằng 120 độ trừ cho 90 độ sẽ bằng 30 độ ở đây. Được chưa nào? Từ đó chúng ta sẽ có cái vị trí góc M ở đây. Góc M cộng góc N2 và góc M chúng ta sẽ bằng 150 độ. 30 độ ở đây sẽ bằng 180 độ. Có đúng chưa nào? Mà hai cái góc
M và N2 ở vị trí gì? Ở vị trí cho nó hợp ở phía dưới khó viết em. Ở vị trí trong cùng phía. Nên cái tia MU nó sẽ song song với NX. Đúng không nào? Nên từ đây chúng ta suy ra TZ sẽ song song với MU. Tại vì nó cùng song song với NX. À, vậy tia TZ sẽ song song với MU, điều phải chứng minh xong. Em xem lại cái vị trí ở cái hình này. Chúng ta chỉ việc kế này cái một cái tia phụ NX nó song song với TZ nhé. Kế đầu tiên hai này song song với nhau. Thằng này 90 độ thì thằng này sẽ 90 độ N1. À, 90 độ. Nên chúng ta sẽ tính được N2 tại vì góc N tổng ta là bằng 120 độ, nên từ đây chúng ta suy ra lấy 120 độ trừ 90 độ thì ra góc N2 đây 30 độ. N2 cộng góc M này sẽ bằng 180 độ, nên mà hai góc này vị trí trong cùng phía nên hai cái tia này nó sẽ song song với nhau. Nên ta có NX song song TZ mà NX này cũng song song với MU, từ đó chúng ta suy ra MU sẽ song song với TZ. Hiểu chưa? Đó, dễ hiểu thôi chứ đâu. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài 1.4 nữa đi. Thì bắt đầu từ bài 1.4 này là dưới dạng là trắc nghiệm, nên chúng ta làm sẽ rất là nhanh. Các em hiểu chưa nào? Ok, chúc em học tốt nha. Bye bye. Các em có nhu cầu mà đăng ký khóa học thì các em liên vào giùm thầy cái số điện thoại 0348610656 được chưa nào? Chắc sẵn thầy làm cho em bài 1.4 luôn nha. Được không nào? Ở đây thầy làm bài 1.4 luôn. Hai đường thẳng cắt nhau tạo nên bốn góc không tính góc bẹt. Hai đường cắt nhau. Đây. Tao ghi lại ha. Dù đây đường thẳng A, đây đường thẳng B đây. Đây giao điểm ở O này. Ta nói đây. Tạo nên bốn góc không tính góc bẹt. Bốn góc đối đỉnh. Đôi một đối đỉnh, đôi một không kề đối đỉnh. Đôi một không kề nhau đối đỉnh. Đôi một chung đỉnh và không chung ở cạnh đối đỉnh. Bây giờ đối đỉnh á, bốn góc này, bốn góc thì không thể nào đối đỉnh đúng được, chỉ có một cặp góc thôi, một hai ba bốn à. Dù ô một ô ba đối đỉnh, ô hai ô bốn đối đỉnh thì chỉ có hai thôi chứ không thể bốn được. Chứng tỏ đáp án A là sai. Đôi một đối đỉnh cũng không thể đúng được, không thể nào bốn góc đôi một đối đỉnh được, chỉ có hai góc đôi một đối đỉnh thôi. Đôi một không kề nhau đối đỉnh, đôi một không kề nhau đối đỉnh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là đôi một không kề nhau, không kề nhau đối đỉnh thì cái này là đúng nha. Ví dụ ô một đối đỉnh với ô ba, ô bốn đối đỉnh ô hai không kề nhau, đúng chưa? Ví dụ ô ô một với ô hai là kề nhau, mà ở đây không kề nhau nghĩa là ô một ô ba là đúng rồi này. Như vậy ta sẽ chọn thầy đáp án C này. Đôi một chung đỉnh và không chung cạnh đối đỉnh, chứng tỏ đáp án này sai rồi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay cho em từ cái câu số 5 tới câu số 10 nha. Chúc em học tốt. Bye bye.